Em rất là thích Phú Quốc, bởi vậy em có cái ước mơ là từ nhỏ rồi chứ không phải là mới đây nữa. Thì em có ước mơ là muốn mở một cái nhà hàng khách sạn ở Phú Quốc. Em đã bao giờ chia sẻ ước mơ đó với người bạn gái của em chưa? Dạ rồi. Tôi nghĩ câu khả năng cao nhất là gì? Cô ấy rất là hiểu bạn thích Phú Quốc đúng không? Bạn nên trả lời là bạn sẽ buôn nước mắm. Đó. Bạn phải buôn nước mắm dầu. Mà nghe tôi đi.